Đó, bọn này không an toàn rồi. Mình phải đi thôi. Mình xách luôn ba lô mình chạy xuống dưới. Chạy xuống dưới nhá, nó vào nó không cho mình đi các bạn ạ. Úi giời, mình đi chạy xuống nhá. Nó cầm nó kéo này. Nó kéo người mình lại. Nó kéo như là nó mình không biết nói sao nhưng mà nó không cho mình đi luôn đấy. Thế mà mình vẫn cố chạy ra cái cửa cổng của chúng nó. Kéo ra cửa cổng thì lúc đầu tiên là lúc mình chạy xuống là chỉ có một thằng nó kéo mình lại thôi. Thế mình chạy cố mình bảo nó cứ giật mình lại ấy. Xong mình cố chạy ra cổng mình kéo ra. Mở cửa ra thấy bốn năm thằng ở đang đứng ngoài gác cửa. Xong nó đẩy mình lại. Nó không cho mình đi. Thôi, xong lúc này mình bảo là chết thật rồi, mình rơi đúng vào cái chỗ mà bọn thành phần cực đoan rồi. Xin chào tất cả các bạn. Thì cái tập video hôm nay là mình cũng mở đầu video nó hơi khác một chút so với những cái video trước đây của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là một cái trải nghiệm kinh khủng của mình khi mà đối diện với cả chính phủ mới ở Taliban ở Afghanistan đây. Mình kiểu như là một cái ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy. Nó kiểu nó quá gần với mình ấy. Nên là mình muốn làm cái clip này để chia sẻ cho anh em biết qua cái trải nghiệm này của mình và cũng như là để có gì đó là một bài học, một cái gì đó rút kinh nghiệm cho những cái người mà sau này đi sang Afghanistan. Bình thường thì ngay từ những cái ngày đầu đến Afghanistan thì những cái ngày mà như các bạn xem tập trước rồi đúng không? Thì mình đi vào trong những cái chính phủ Taliban của Afghanistan thì mình xin các anh ở nhờ là cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng có nhiều anh thì anh cũng rất đàng hoàng và tử tế thôi. Nó cũng khác xa với truyền thông. Nhưng mà sau vài ngày đi thì đến cái hôm cách đây tầm khoảng cỡ một tuần rồi. Thì ngay cái trước tối hôm trước sau khi mà xảy ra cái vụ này á, mình có đến ở một cái chỗ trụ sở cũng rất lớn thì cũng phải tầm 20-30 anh ở chính phủ mới ở đấy. Thì khi mà vào đấy thì tất nhiên là các anh cũng phải kiểm tra tất cả những cái vì liên quan đến hộ chiếu này, visa này, rồi lý do mình đến đây này, rồi các anh hỏi rất nhiều luôn. Thì sáng hôm đấy sau thì mình rời khỏi cái chỗ mà địa điểm của chính phủ đó thì mình lại tiếp tục hành trình như mọi ngày. Thì sau khi mà đi tiếp thêm tầm khoảng 5 cây số thì mình có gặp mấy anh cũng là làm bên quân đội chính phủ ở đây, mới ở đây. Thì anh có bắt mình dừng lại. Thì mình cũng có chia cho xem hộ chiếu này, visa này. Rồi mình cho xem cả cái video mà tối hôm trước mình có ở ngay cái chỗ mà chính phủ của Taliban ở Afghanistan này. Thì mình nghĩ là đấy, các anh cũng làm trong quân đội này thì chắc là cũng phải liên lạc với nhau. Thì cho xem cái video đấy thì các anh cũng yên tâm. Nhưng mà ai ngờ đâu là mấy anh đã bảo ok, mày đi theo tao. Đi theo tao một đoạn vào đây, vào trong này tao muốn kiểm tra thêm. Thì lúc đó mình nghĩ là chắc là người ta muốn kiểm tra kỹ hơn thì mình cũng đi theo thôi. Nhưng mà trước khi đến đấy này, trước khi vào trong kiểm tra này, gặp có vài người, người ta đưa lấy hộ chiếu của mình. Người ta lấy cả điện thoại của mình. Mình bảo đây, mình đã cho xem cả video rồi, tất cả các thứ rồi. Nhưng mà các anh kiểu là cố tình không hiểu các bạn. Các anh cố tình là tao không biết mày tối qua mày ngủ đâu, mày ngủ với chỗ nào hay là thằng nào nói chuyện với mày, tao không thèm quan tâm. Nhưng mà cái cảm giác người ta vào đến ấy, mới đến người ta đã lấy luôn cả cái hộ chiếu của mình, lấy luôn điện thoại của mình. Lấy điện thoại là coi như là kiểu như giữ luôn ấy, kiểu như giật giữ luôn là không cho mình cầm luôn, không cho mình gọi cho ai ấy. Thì lúc này mình nghĩ là mình bảo là đi mẹ cái thằng này nó bị làm sao vậy. Mình xin lỗi là mình cũng chưa giờ mình chửi bậy trên kênh YouTube của mình bao giờ, nhưng mà đấy là đúng là cái cảm giác của mình. Mình nghĩ là chưa giờ có ai mà đến đây là chưa gì đã tịch thu luôn điện thoại, kiểu không muốn mình liên lạc với ai á. Mình nhỏ đây, tao có bạn cũng là cảnh sát quân đội như mày này, cách đây có 5 cây thôi, mày để tao gọi điện cho bạn tao nói chuyện với mày để kiểu như nói tiếng Afghanistan cho mọi người dễ hiểu ấy. Nhưng mà thằng này nó vẫn không cho mình gọi, nó giữ luôn điện thoại của mình. Xong nó bảo là ok, mày đi vào trong này với tao, vào trong này với tao. Thì cái thằng này thì nó kiểu nó không biết tiếng Anh này, thì mình đã dùng
kiểu là vào trong đấy nhá, mình bảo ừ thế đưa cho tao xin điện thoại đây để tao cùng dùng Google Google dịch, tại vì tao có Google dịch thì mày nói chuyện sẽ dễ hơn. Nhưng mà nó nhất quyết nó không cho đấy, nó vào đấy nó lại dùng cái điện thoại của nó để nó Google dịch. Thì mình bảo mình có Google dịch, mình bảo là đây mày đưa tao điện, tao chỉ cần gọi điện thôi, mày cứ nói chuyện đi. Nhưng mà nó vẫn không cho, nó vẫn giữ điện thoại mình. Đến lúc này mình cảm tưởng là nó có gì đó là nó hơi khác một chút rồi. Xong nó bảo là ok, mày đứng đây mày đợi tao một tí, đợi kiểu như sếp của tao đến đây thì nói chuyện. Thì sau quãng thời gian là cái lúc mới đến là tầm khoảng 9 giờ sáng, thì đến tầm 10 rưỡi thì là bắt đầu là sếp của đội đấy là đến này. Thì sếp đến là thôi, cũng như cái thằng kia à, cũng không cho mình cầm điện thoại rồi kiểm tra các thứ. Mà lại còn mình đã dịch nói tiếng Anh đầy đủ rồi, nói chung giới thiệu rồi YouTube này, rồi là từ ngày đầu đến đây bao nhiêu ngày là ngày nào cũng ở là cùng chính phủ Taliban này, nên chúng mày đừng có lo lo cái gì cả, tao là chỉ là du lịch bình thường thôi. Nhưng mà chả biết sao nó vẫn giữ mình ở đấy. Đấy, giữ mình để đến tầm 11 giờ nó bảo ok, mày đi theo tao, đi ra đây một tí. Thì mình cũng đặt câu hỏi, ủa đi đâu? Bây giờ đây tao có tất cả là mày nói cho tao lý do là tại sao mày lại dẫn tao đi như vậy. Xong nó bảo là cái gì, tao muốn an toàn cho mày hay cái gì gì đó. Ok, thì mình nghe thấy thế thì mình bảo là ok, thì bây giờ tao sẽ đi theo mày. Thì đi theo nhá, đi theo đến một cái trụ sở khác. Mình thấy đi ngồi trên xe, các bạn hiểu không? Đi trên xe một đoạn rất dài thì cách cái đường chính cỡ phải tầm chục cây, đi vào cái vùng kiểu vùng nông thôn hơn đấy. Thì vào cái chỗ là cũng tường rào xung quanh kiểu như là một cái trụ sở của cảnh sát vậy, nhưng mà đi vào trong cái trụ sở thì nhìn như cái nhà hoang vậy các bạn, nhìn như cái nhà hoang, đồ đạc các bạn hiểu là như một cái nhà hoang, như là cách tầm 2 năm bỏ hoang vậy. Thì vào nó y chang như vậy luôn. Thì khi mà nhìn vào bước mới bước vào thế mà lạ lẫm thế, mà chúng nó kiểu nhìn nó kiểu nguy hiểm ấy, thì mình bắt đầu là lúc ấy mình thấy hơi 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 gọi là hơi lo rồi đấy. Nhưng mình ok, mình cố gắng đợi thêm một tí. Xong chúng nó bảo là đây bây giờ là mày đợi tao thêm một tiếng nữa, lại một sếp nào nữa để đến nói chuyện ấy. Thế là mình bảo ủa lại phải đợi nữa à, ok thế thì mình lại đợi thêm một tiếng vậy. Thế là vào đấy là ui à, các bạn biết không, trong đấy nó tầm khoảng hơn chục người nhá. Thì toàn những cái ngoài cái người mà bảo là sếp đầu tiên là lúc mình chở đi á, thì có vẻ là ok nhìn lớn tuổi chững chạc hơn một chút. Còn lại là toàn cái mấy đứa mà kiểu là tầm 16 17 tuổi ấy, kiểu chúng nó ít học ấy. Đồ đạc của mình khi mà mình vào trong đấy nó vào nó lục tung hết lên nhá. Lục tung không phải là kiểu là để kiểm tra đâu nhá. Lục tung là kiểu vì tò mò ấy. Cái gì nó cũng hỏi mình, ủa cái gì đây? Rồi quần áo này như thế nào đây, kiểu nó tò mò, nó kiểu như là mọi vậy các bạn. Và nó lục tung hết lên thì mình bắt đầu là đã mới đầu vào ngay ngoài đường quốc lộ là gặp cái thằng nó tịch thu điện thoại của mình này, không cho mình nói chuyện này, thì mình đã cảm tưởng là đã thấy bất an một chút rồi. Vào gặp cái đội này thì nó lại còn kiểu học thức kém ấy, thì mình lại càng cảm tưởng bất an hơn nữa. Thì nó lục tung đồ đạc như thế rồi thì mình sau 1 giờ chờ đợi ở cái chỗ mới rồi, mình lại hỏi ủa thế tao được đi chưa, thì nó bảo chưa, mày chưa thể nào mày được đi được, giờ mày ở đây với tao thêm một tiếng nữa. Ok thì lại thêm một tiếng nữa mình đợi. Mình lại hỏi đây qua 1 tiếng rồi, giờ chúng mày bắt tao đứng đây đợi đợi làm cái gì nữa, chúng mày định làm cái gì? Nó bảo ok đợi ơi không có gì đâu, đợi tao 1 tiếng nữa thôi. Thế là thôi mình thấy là bắt đầu là hơi khác lạ so với bình thường đấy. Thì sau 1 tiếng cũng chưa có gì, lại sau 2 tiếng nữa thì lúc đấy phải tầm 4 giờ chiều các bạn. 4 giờ chiều thì cái lúc mà ở đấy không ai nói được tiếng Anh nhá, mà vào cái chỗ mà nó hẻo lánh, nhìn nó như là đây đâu phải trụ sở đâu, mình thấy như một cái nhà bỏ hoang, có mấy cái thành phần mà gì gì đâu vào trong đấy gọi là bảo của chính phủ vậy. Mình lo lắng, mình bảo thôi 2 giờ 4 giờ rồi, giờ mày phải để tao đi, giờ tao không thể nào tao đợi chờ thêm được nữa rồi, tao còn hành trình của tao tao đi nữa, giờ mày đi này thì tối tao ngủ đâu đấy. Thì mình bảo thế, nhưng mà nó nhất quyết nó bảo lại lại đợi tao thêm 1 tiếng nữa. Thôi xong, lúc đấy mình nghĩ là
cái này là mình chưa gặp bao giờ này. Cái này là đúng là một cái gì đó, nó bọn này nó đang giấu mình một cái gì đó này. Thì trong cái lúc mà đấy nhá, mình lúc ấy mình hoang mang lắm. Cái cảm giác mà khi mà bây giờ mình nhìn đây, sau cái khoảng thời gian đấy 1 tuần rồi nhá, thì hôm nay mình mới đủ bình tĩnh, mình có thể ngồi đây và chia sẻ cho các bạn coi á. Chứ lúc đó là các bạn phải hình dung là mình rất sợ luôn ấy. Thì trong cái lúc mà đến tầm gần 4 giờ đấy rồi, cứ chờ đợi nhá, thì lại có một cái thằng khác nữa đến. Thì nó vào đấy, nó nói chuyện, nó hỏi mình. Và nó hỏi mình rồi nó cho mình xem những cái clip mà như là kiểu như là mấy cái thành phần tra tấn một người ấy các bạn. Ba thằng xung quanh này, có một thằng quỳ xuống dưới này, tra tấn kiểu đánh đập rồi các thứ ấy. Rồi là mà máu kiểu cái thằng ngồi giữa là nó chảy đầy ra. Ba thằng ấy nó tra tấn. Thì lúc đó mình bảo, ủa sao mày đừng cho tao xem những cái clip như này, mày cho tao xem clip này để làm gì? Thì lúc ấy mình kiểu cố cười để gọi là để tỏ cái vẻ thân thiện thôi. Nhưng mà mình cứ nói thế. Xong rồi nó bảo thôi cứ xem đi ấy. Một lúc sau nó lại cho xem clip là kiểu như là đánh bom vậy các bạn. Đấy, đánh bom ở clip của nó. Thì mình lại, ui, mình lúc ấy mình thực sự là mình thấy lại rất sợ luôn. Một thằng thì ngồi cầm súng ra lau. Cái lúc mà ngay mà mình mà nó cho xem mình xem cái clip mà kiểu như tra tấn mà cái thằng đứng dưới quỳ á, thì mình lại lại cái thằng ngay đằng trước mình nó lại cầm cái kiểu kim tiêm các bạn hiểu không? Cái kim tiêm nó chọc vào nó kim tiêm. Thì lúc ấy mình trong đầu mình nghĩ là ủa chết rồi, thằng này nó cho mình xem những cái clip mà kiểu này, hay là nó lại nó định làm gì mình đây? Cái thằng ngay đằng trước lại còn cầm cái kim tiêm cứ bóp 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 kiểu này này. Thì lúc đấy mình nghĩ là hay là nó định là kiểu tiêm mình cho mình bất tỉnh, xong là nó định nhốt mình hay làm gì đó. Mình sợ quá các bạn ạ. Mình xin phép mình làm điếu thuốc để nói chuyện cho nó bình tĩnh lại một chút. Đó, thì một thằng cho mình xem những clip như vậy. Một thằng đằng trước thì chọc cái kim tiêm ấy. Một thằng thì kiểu như ra hiệu những cái kiểu như clip này, không biết nó muốn giới thiệu mình kiểu như là đánh bom với các bạn, đánh bom liều chết ấy. Nó cầm kiểu nó giật này kiểu nó bùm này. Đấy, nó kiểu ra hiệu cho mình như vậy. Mà có ai biết đứa nào biết tiếng Anh đâu. Thì lúc ấy mà mình bắt đầu là mình bảo thôi, mày phải cho tao đi. Bây giờ tao không thể nào tao đợi được được nữa rồi. Mình lúc ấy là mình xách luôn ba lô lên để mình đi xuống ấy. Mà tại lúc đấy là mình thực sự là mình thấy là nó quá nguy hiểm luôn các bạn. Lúc ấy mình không thể nào mình có đủ bình tĩnh, mình có thể là cầm đeo cái video lên để mình quay cho các bạn coi được. Nhưng mà nếu mà các bạn mà mình có thể quay lại được cái cảnh đấy thì các bạn phải thấy nghĩ là nó kinh khủng thế nào ấy. À đây, mình có quay trộm được mà vài cái clip mà mấy đứa nó đầu tiên là nó bỏ quay ấy, xong nó bỏ xóa đi ấy. Thì mình có quay được vài clip ở đây, thì mình sẽ chèn vào cái đoạn này. Nhưng mà cái đoạn này thì lúc đấy là chỉ quay được vài người thôi, nhưng mà đằng sau mấy đứa mà lau chau mà kiểu ít học ấy, nó nhiều lắm, nhưng mà mình không quay được. Mà lúc đấy là hơn chục người ở đấy. Thế là xong mình giật luôn ba lô, mình đi xuống luôn, mình bảo thôi mẹ, bọn này đéo thể nào đợi được bọn này rồi. Bọn này nó nhìn một cái mặt bọn nó lúc đấy các bạn hiểu không? Nó nguy hiểm thực sự luôn ấy, nó không phải là một cái gì đó là bình thường đâu nhá. Nó không phải là nói kiểu chia sẻ vui vẻ này đâu. Cái mặt của chúng nó căng thẳng, mặt chúng nó nguy hiểm. Nên là càng như vậy nó khiến mình lo sợ hơn ấy. Tại vì các bạn để theo dõi mình lâu rồi, mình đi rất nhiều nơi rồi, mình gặp rất nhiều người trên đường rồi. Rồi ngủ nghĩa địa hay là nhiều người chết, không bao giờ mình thấy sợ bao giờ luôn. Từ trước đến giờ, khi mà từ 2016 đến tận bây giờ là bao nhiêu năm trời mình đi trên đường, thì đây là cái trải nghiệm mà mình thấy là mình sợ nhất trong đời luôn. Đó. Thì mình kiểu cái linh cảm của mình gặp nhiều người thì mình bảo thôi, bọn này không an toàn rồi. Mình phải đi thôi. Mình xách luôn ba lô mình chạy xuống dưới. Chạy xuống dưới nhá, nó vào nó không cho mình đi các bạn ạ. Úi dồi ôi. Lúc đấy là mình lại chết rồi. Mình rồi mẹ, bọn này nó định giết mình thật rồi. Đây, bọn này nó không cho mình đi này là nguy hiểm rồi. Các bạn hiểu, mình đi chạy xuống nhá. Nó cầm nó kéo này. Nó kéo người mình lại. Nó kéo như là nó, mình không biết nói sao, nhưng mà nó không cho mình đi luôn ấy. Thế mà mình vẫn cố chạy ra cái cửa cửa
cái cửa cổng của chúng nó. Kéo ra cửa cổng thì lúc đầu tiên là lúc mình chạy xuống là chỉ có một thằng nó kéo mình lại thôi. Mình chạy cố mình bảo nó cứ giật mình lại ấy. Mình cố chạy ra cổng, mình kéo ra, mở cửa ra thấy 4-5 thằng ở đang đứng ngoài gác cửa, rồi nó đẩy mình lại, nó không cho mình đi. Thôi xong, lúc này mình bảo là chết thật rồi, mình rơi đúng vào cái chỗ mà bọn thành phần cực đoan rồi, chắc là mình hôm nay mình sẽ chết ở đây rồi. Đây các tay mình đây nhá, tay mình đây là sau một tuần thì nó cũng đã đỡ rồi này. Nhưng mà cái lúc mà ngay hôm đấy là mình đã chảy máu tay rất nhiều luôn đấy. Đấy, tay mình đây. Thì các bạn nhìn tay mình, các bạn có thể hình dung ra được cái lúc đấy mà nó giằng co, nó căng thẳng. Gần chục thằng nó kéo mình lại thì các bạn thấy là nó kinh khủng nào ấy. Tay mình đã chảy máu rất nhiều. Tại vì mình muốn chạy thoát ra khỏi chỗ đấy ấy. Vì tại vì các bạn xem những cái bộ phim mà bắt cóc tống tiền hay là bắt cóc mà khủng bố ấy, thì cái hình ảnh của mình là nó y chang cái lúc ở trong phim vậy. Trong phim kiểu như có một người bị bắt cóc chẳng hạn, đúng không? Người ta cố tình, người ta muốn trốn thoát đi thì người ta giữ lại như thế nào, thì hôm đó là mình như vậy luôn. Mình rất sợ. Mặt bây giờ là mình đang bình tĩnh này thôi ấy. Nhưng mà đến cái lúc đấy là mình đã kiểu như là, nói chung là các bạn biết là, các bạn đặt tình huống là các bạn sắp chết rồi ấy. Có những người mà muốn giết bạn ấy, thì cái cảm giác lúc đó là mình như vậy. Mình đã rất sợ, mình đã gào thét lên, nói chung là mình gào thét cực kỳ to. Mình không còn, mặt mình lúc đấy nếu mà quay lại chắc là mình không còn một tí máu nào trên mặt luôn ấy. Tại vì nó quá sợ đi mà. Mình cứ, lúc ấy mình chạy ra rồi, mình ngồi xong mà chúng nó kéo lại. Chúng nó vẫn bảo là, đây mày không được đi đâu cả, mày vào đây mày đợi tao thêm một tí nữa. Mình nghĩ trong đầu rồi, mẹ, đợi cái con cặc kiểu vậy ấy. Nói kiểu mạnh miệng thôi nhưng mà lúc đấy mình cũng sợ lắm các bạn ạ. Mình nhỏ thôi, không thể nào tao đợi được chúng mày nữa rồi. Chúng mày đợi tao qua giam tao bây giờ nó cũng phải hơn nửa ngày rồi, chúng mày thả cho tao đi đi. Đấy, nó cứ kéo lại. Xong là mình lúc đấy mình nói là mình nằm bẹt xuống, mình nằm coi như là mình nằm bẹt xuống dưới đất luôn, chúng nó vẫn kéo dậy. Có một thằng nó bảo là, kiểu nó bảo đi mẹ mày, mày có đi không, tao đấm vỡ mồm mày kiểu vậy ấy. Đấy, nó ra kiểu nắm đấm này, mày hiểu ý là mày im mồm đi ấy. Không, nghĩ lại bây giờ mình vậy thấy đúng là rất sợ luôn. Đó, thì tiếp theo sau đó rồi mình gào thét, mình gào rất to luôn. Thì cũng may là bên ngoài đường là cũng có người biết tiếng Anh, người dân đi qua đường người ta nghe thấy. Thì lúc đấy người ta bâu lại, người ta quay kín lại, người ta vào đấy người ta nói chuyện giúp mình. Thôi. Thì lúc đó là có đông, rất đông người dân đến thì bọn này nó mới kiểu nó xuôi cho mình nhá. Đấy. Sau cái quá trình đấy thì người dân đến cũng nói chuyện với mình á. Thì nó bảo cứ bình tĩnh đi ấy. Thì đây là người dân, người ta cũng bảo là đây là kiểu công an, cảnh sát ấy, thì mày đừng có lo. Nhưng mà mình nghĩ ngay từ những cái trải nghiệm ngay đầu tiên đấy thì mình bảo làm sao mình không lo được. Mình mới đến Afghanistan được vài ngày và trên truyền thông thì toàn những cái toàn những cái trải nghiệm mà nó tiêu cực về Afghanistan ấy. Thì mình làm sao mình không lo được. Lúc đấy mình, cái lúc mà giằng co mà người dân chưa đến ấy, một tí nữa là kiểu hở cái khẩu súng ở ngay trên bàn ấy, có khi mình tí nữa mình định cầm ra mình lấy súng, mình kiểu như mình đe dọa lại chúng nó ấy. Kiểu mình muốn kiểu bản năng sinh tồn của mình ấy, mình đã chăm chăm nhìn cái khẩu súng lục mà chúng nó để kiểu ra bên bàn ở dưới ấy. Đấy. Đúng là cảm giác cũng đúng là rất sợ luôn. Mặt mình lúc ấy là mình tí khóc luôn các bạn. Sợ là tí khóc luôn. Mình gào thét lên ấy. Cái cổ họng của mình là nó khô hết cổ luôn à. Đấy, từ những cái trải nghiệm ngay đầu vào chúng nó cứ giữ nó giam mình như vậy. Rồi đến những cái thằng mà làm kiểu quân đội kiểu, nó có mười mấy tuổi à, nó có học thức gì đâu. Mình nhìn mình biết là nó không có học thức gì à. Đấy, sau đó rồi thì khi mà người dân đến đông quá rồi thì nó xuôi cho mình để mình đi. Thì nó chở mình đi vào một chỗ mà gọi là trụ sở khác. Nhưng mà trụ sở này to hơn. Thì to hơn và kiểu ở thành phố to hơn ấy.
Nhưng mà mình vào đấy rồi, đến lúc đấy vào đấy rồi thì mình nói chung là cũng đỡ sợ hơn rồi. Nhưng mà nói chung vẫn sợ các bạn ha. Đi vào trong tiếp cái thành phố, cái trụ sở lớn hơn thì nhìn thấy những cái người mà người ta quỳ xuống, người ta bịt mắt lại ấy, ở trong trụ sở quân đội chính phủ mới này. Người ta quỳ xuống tầm 4 5 người, 6 7 người ở trong đấy, người ta bịt mắt lại, người ta quỳ xuống. Thì lúc ấy cái cảnh tượng đấy mình cũng hơi ghê. Thì mình nghĩ là chắc là đây là một cái hình phạt gọi là tự ăn, gọi là ăn năn hối lỗi ở Afghanistan thôi. Thì mình nghĩ nó là như vậy. Nhưng mà nó nhìn nó quá khác xa với cả ở Việt Nam mình á. Nên là mình vẫn lo. Rồi người ta lại nhốt nhốt mình ở trong một cái nhà khác, nhà chính phủ đấy. Người ta nhốt mình ở trong đó, không cho mình dùng điện thoại. Và bảo là mình chờ đợi đây thì có gì đến ngày mai là sẽ được thả ra. Nhưng mà cái lúc đấy là mình vẫn lo là không biết liệu mình có làm sao không, và chúng nó lại nhốt mình như thế này. Đấy thì vào trong cái phòng này thì cũng mình cũng quay trộm được một vài đoạn này, mình cũng có thể quay cho các bạn coi này. Đấy cái phòng kiểu như mình sẽ chèn trên video ha. Cái phòng nó cũng chỉ nho nhỏ này thôi. Thì vào đấy mình ở đấy mình không được dùng điện thoại. Ăn uống thì vẫn ok, mình vẫn được ăn cơm nhà nước ở Afghanistan. Đấy thì đến đấy rồi thì sau mà mình cũng sợ quá, mình cũng cố là mình ngủ đi á, tiếp đi. Thì hôm sau là 9 giờ sáng mình cuối cùng là mình cũng được thoát ra khỏi cái trải nghiệm này. Đây là một trải nghiệm rất tồi tệ của mình từ hồi xưa đến tận bây giờ. Nó khiến mình là cảm giác là cái sự sống mong manh á, mình như là sắp bị chết đến nơi rồi. À quên mất, cái lúc mình mà cái lúc mà mình quay lại cái hôm qua nhá. Hôm qua là cái lúc mà nó cho xem mình clip mà tra tấn ấy, một thằng ở giữa đấy, với clip mà đánh bom rồi khủng bố các thứ ấy. Thì xong xem xong clip rồi mình bảo là mày cất đi này. Mày đừng cho tao xem nữa tại vì tao tao rất sợ. Xong là nó lại còn Google dịch cho mình nhá. Là bây giờ bạn mặc đồ của tôi nhé. Ý là nó có một bộ đồ gì đó nó muốn mình mặc ấy. Thế xong lúc đấy là mình nghĩ là nó sẽ đưa cho mình cái bộ đồ kiểu như trùm đầu lại này, bịt mắt lại này để nó xử mình nhá. Đấy thì lúc đấy mình bắt đầu là mình cầm ba lô mình chạy chạy xuống ấy. Sau khi hôm đấy rồi này, vài hôm sau vào đến hôm nay này thì mình cũng tìm hiểu ra được là ở ở Afghanistan này cái chính trị của nó vẫn còn rất bất ổn các bạn ạ. Cũng có mình cũng có gặp một người ở Afghanistan ở Kabul này đây. Thì bạn này bạn cũng đi rất nhiều nước, bạn cũng đi hơn 100 quốc gia rồi. Thì bạn cũng có chia sẻ với mình là tuy là mới chia hết chiến tranh nhưng mà về nội bộ chính trị của chính phủ mới là còn rất bất ổn. Thì trong Afghanistan bây giờ là có 3 nhóm các bạn ạ. Một nhóm là của thủ lĩnh của chính phủ mới nhá. Một nhóm là không ưa thủ lĩnh của chính phủ mới, có nghĩa là hai bên là vẫn giằng co bắn nhau ấy. Rồi một bên nữa là ở Kabul này là bên trung gian, có nghĩa là làm kiểu như làm xuôi, làm giảm hòa giữa hai bên ấy. Có nghĩa là ở đây vẫn còn chia bè phái về về chính quyền mới ở đây, nên là vẫn còn rất bất ổn các bạn ạ. Trong cái lúc mà khi mà sau cái vụ mà mình bị giam 24 giờ đấy thì mình cũng có nhắn tin với cả những cái người bạn của mình mà ngay bữa sáng là hôm mà bị giam ấy, mình ở lại ấy, thì mình cũng có chia sẻ câu chuyện này. Thì bạn ấy cũng nói là vô cùng xin lỗi mình, tại vì là bạn nói là kiểu như ở trong chính phủ mới này cũng còn rất nhiều người là thiếu học thức ấy, kiểu như không có học thức nhưng mà người ta vẫn đi trong làm trong quân đội ấy. Thì bạn cũng xin lỗi mình, bạn bảo là không có vấn đề gì đâu, thì tại vì mấy người đấy là kiểu như là mấy thằng ngu ấy, không biết cái gì cả ấy. Nó kiểu nó không có học thức gì ấy. Thì bạn cũng thay mặt là bạn chính phủ mới bạn bảo là muốn xin lỗi mình á, bạn cũng muốn là chia sẻ những cái câu chuyện này của mình lên cho cấp trên của bạn đấy để không bao giờ xảy ra những cái vụ việc này đối với khách nước ngoài nữa. Đấy, thì qua câu chuyện hôm nay thì đấy các bạn thấy đấy, chính phủ ở đây thì cũng có người này người kia, gặp những người mà học thức có học thì sẽ thấy rất thoải mái không có gì cả, nhưng mà cũng còn rất nhiều người mà không có học thức ở chính phủ kiểu như làm ở quân đội ở đây này. Thì sau clip hôm nay đây thì mình đã quyết định là mình sẽ không đi bộ ở đây nữa, tại vì nó là một cái trải nghiệm rất tồi tệ đối với mình đã bây giờ là mình đã chuẩn bị xin visa nước khác và mình sẽ chạy ra khỏi Afghanistan luôn, mình không còn muốn ở đây nữa các bạn ạ.
không còn muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Mình sẽ đi ra khỏi Afghanistan để đến một đất nước khác mình sẽ thấy bình yên hơn.